Mẹ yêu ơi, mấy đêm nay bác Giang không ngủ, những người lính tuyến đầu không ngủ, những chuyến đi chưa định ngày về. Bầu trời Việt Yên rực sáng chân đê, phụ lão bé thơ trong cơn mê thảng thốt, từng chỉ số F0 tăng đột ngột, ánh mắt con gầy trên điểm nóng Quang Châu. Mẹ biết không, 300 chiến sĩ ra trận xếp hàng, 400 tình nguyện viên trên tuyến đầu tiếp lửa. Cuộc chiến sinh tồn đau như dao cứa, khi biết bao ca mắc mới mỗi ngày. Bốn khu công nghiệp đang siết chặt vòng vây, chúng con khoanh vùng đi tìm F0 thần tốc. Báo chí, truyền thông, nhanh như cơn lốc, cũng kịp thời về đưa tin hỏa tốc COVID. Cuộc chiến này dẫu có phải trường kỳ, nhưng nhất định chúng con sẽ đi tới đích. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, mẹ có nghe, kìa tiếng Quảng Ninh rầm rập người đi, sinh viên trường y từ Hải Dương cũng kịp thời về yểm trợ. Hà Nội, Thái Nguyên cử điều dưỡng viên giúp đỡ, rạng rỡ tình người, lấp lánh đẹp hơn trăng. Bộ đội dân quân san lấp mặt bằng, đón bác sĩ chúng con xếp hàng áo blue trắng. Cảnh sát giao thông đứng trong trưa nắng, chào từng đoàn người mồ hôi thánh thót tuôn rơi. Mẹ ơi, mùa hè này không tiếng ve kêu, chỉ thấy tiếng loa phường treo trên chùm phượng vĩ. Đồi vải căng tròn đang chín hồng lúc liều, đợi chúng con về cùng ngọt thắm tình quê. Đêm nay, con mơ trên đầu chỉ còn mây trắng, vạt nắng cuối chiều thơm những bước chân đi.